Thôi giờ chị ráng cố gắng ha, mình sống lạc quan lên thì cuộc sống mình nó dài ra chút, đừng có suy nghĩ nhiều quá nha. Thì tụi em ở đây cố gắng ha, nếu mà giúp chị được gì thì giúp ha. Dạ, cảm ơn. Đừng có khóc nữa, đừng có khóc nữa. Chia sẻ đến khán giả của em đó, cũng như là cô chú Mạnh Thường Quân mình nè, thì chị có thể nào mình cho mình biết cũng như là hiện tại mình đang bệnh ra sao không chị? Bao nhiêu căn bệnh đó chị? Có thể nào chia sẻ đôi chút trải lòng với khán giả của em được không chị? Dạ, em tên luôn chị Trúc Linh, năm 23 tuổi, ngồi em giờ mang 5 căn bệnh: tiểu đường, huyết áp, bị suy tim, suy thận, phổi, ở quanh tim. Em cũng mới vừa nghe cô mình nói là chị cũng Dạ đang trong quá trình chạy thận đúng không chị? dạ đang quyết định chạy thận ở Củ Chi Dạ. tuần 3 vừa. Thì dễ cũng đang ở tại địa điểm mà để chia sẻ đến cô chú anh chị đó mọi người. Sau khi xem đoạn clip này, Nghĩa cũng hy vọng là gia đình của chúng ta nè sẽ nhận được sự quan tâm, đùm bọc cũng như là chia sẻ yêu thương đó cô chú. Hôm nay là biết của gia đình cô Cẩm có một cái người con tên là Linh, 32 tuổi, bị khiếm thị mà em đã mang vào trong người là 5 căn bệnh, là bị suy tim và bị cao huyết áp và bị viêm phổi và tiểu đường và bị suy thận mãn. Hiện giờ là em đang chạy thận ở bệnh viện Củ Chi, mỗi một tuần là 3 lần, mỗi một lần là mình chỉ trả tiền thuê máy là 100.000, còn tất cả tiền phụ kiện thì cuối tháng mình phải hoàn trả cho bệnh viện Củ Chi là 4 triệu. Thì đứng trước một cái ngưỡng cửa là gia đình rất khó khăn. Thì có chia sẻ thì nhờ cái Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bé nó có tiền để lo cuộc sống, với lại bác sĩ chuyển đi mà mổ tim bây giờ cũng không có tiền, giờ cũng nhiều tiền lắm nên gia đình giờ cũng khó khăn không có tiền. Bây giờ cũng nếu mà nhờ được Mạnh Thường Quân nào có giúp đỡ, thì nếu mà có duyên giúp đỡ được thì cho em nó đi mổ tim đông tim để cho kéo dài được sự sống. Để anh sống để đặng nuôi con nó, giờ có đứa con nhỏ còn 8 tuổi, giờ con nó còn nhỏ quá. Bây giờ thì giờ cũng nhờ cô bác, nhờ Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước, nếu mà được thì cũng duyên thì giúp đỡ cho bé Lương Thị Trúc Linh này, cho nó cũng có được cuộc sống để kéo dài sự sống đó. Bây giờ nó nếu mà có mất đi thì còn lại đứa con cũng khổ quá. Giờ hoàn cảnh gia đình cha mẹ giờ khổ quá rồi, cũng còn gì nhà cửa cũng còn ruộng đất nhiêu bán dồn về cho con hết, giờ còn không có cái chỗ ở nữa. Cố gắng là mình giúp đỡ cái gia đình này đi. Dạ. Bây giờ là nhờ tất cả anh em mình cùng nhau chung tay để mà lo gia đình. Gia đình này là cũng như là ao ước là mấy lâu rồi, cũng như là ra đây để mà nước thăm sao nữa lại không có cách nào đi được. Cảm ơn bà con. Là cảm ơn bà con. Không giờ ráng không đi được là cái lực dạ. lượng bữa nay nó dí cái cũng mong là giá nào cũng phải đi ra này mới được, nhưng mà tay ra thấy vậy rất là đau xót lắm rồi. Rồi thôi bây giờ là nhờ tất cả anh em Mạnh ra từng bước như thế mà cùng nhau chung tay để cũng giúp cái gia đình này. Cho sống với đứa con khờ nay 8 tuổi và sống cho bớt gánh nặng cho mẹ cho ba, thì cũng quý mong ông bà cô bác gần xa nhỏ một chút cái tình thương lá lành đùm lá rách mà trao yêu thương chia sẻ niềm vui, giúp cho bé Linh đây có được cái điều kiện, cái đồng tiền để mà chia sẻ có đủ để mà đi chạy thận hàng tháng để mà lọc được cái chất độc ra thì mới được sống. Còn hả, nếu cái thận này mà không đi chạy thường xuyên mà chất độc nó ứ trong người thì sẽ bị chết, bị mệt, đứng tim chết. Đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy con rất là xót xa nhưng mà rất là chạnh lòng mà không biết nói gì hơn, chỉ con cầu mong là có đồ hội đủ được cái duyên lành, cái phước, cái duyên của Phật pháp gia hộ mà được các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân gần xa mà khi xem được cái video này mà xót xa cho cái cảnh của em bị Linh bị khiếm thị
mà lại mang vào trong người 5 căn bệnh rất hiểm nghèo như hôm nay, thì xin quý ông bà cô bác nhỏ chút tình thương và trao yêu thương chia sẻ một chút tịnh tài tịnh vật để cho gia đình bớt cái nỗi khổ, bớt cái khó khăn, cho em có đủ cái điều kiện để được đi chạy thận một tuần 3 lần để được khỏe mạnh, để sống để dưới con khờ 8 tuổi và sống với mẹ cha, cho cha mẹ bớt nỗi khổ, bớt nỗi gánh nặng. Đây là cũng một cái ước mong cầu xin Phật pháp nhiệm màu từ bi gia hộ mà độ cho em đủ phước đủ duyên để được cái duyên lành, mà được có cái nhà hảo tâm mạnh thường quân, ông bà cô bác gần xa chia sẻ giúp đỡ, có được cái đồng tiền đủ cái phương tiện để em đi chạy thận một tuần đủ 3 lần, được có sức khỏe để sống với con và sống với cha mẹ, cho cha mẹ bớt cái gánh nặng, bớt cái nỗi khổ. Đây là một cái ước mơ chứ không gì cao lớn, nhưng mà rất là ấm áp cái tình người, không biết nói làm sao. Hôm nay đứng trước cái ngưỡng cửa như vậy, con thành tâm cầu xin quý ông bà cô bác gần xa khi xem được video này thì chia trao yêu thương, chia sẻ cho một chút cái niềm tin để cho gia đình được dựng bước, để giúp cho bé Linh đây được đủ phước đủ duyên để đi chạy thận và được khỏe mạnh để sống với con và sống với cha mẹ già. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sống ở trên đời luật trời nhân quả ngày sau, hãy nhớ người ơi đừng gieo thêm oán thêm sầu, nhân đức làm đầu ngày sau ai trách được đâu. Ngài đừng gieo nên tội, biết trách ai, trách ai sau này, trách chính thân mình vì sao gieo nỗi sầu đau. Đừng như dòng trời nhân quả ngày sau, hãy nhớ người ơi đừng gieo thêm oán thêm sầu, nhân đức làm đầu ngày sau ai trách được đâu. Đừng trên đời luật trời nhân quả ngày sau, hãy nhớ người ơi đừng gieo thêm oán thêm sầu, nhân đức làm đầu ngày sau ai trách được đâu. Nhân đức làm đầu
ngày sau ai trách được đâu. Không làm được gì, có tiền có bạc, nhà cửa cũng bán hết. Vì mấy người con? Hai đứa con này, đứa lớn rồi mẹ, ba thằng này là nhỏ. Chị bị mù này mấy năm rồi? 4 năm rồi hả? Nên thử giờ cũng hoàn cảnh. Rồi 4 năm đó là bị tiểu đường chưa? Thì ngã bệnh luôn. Là bị tiểu đường luôn, hết luôn mấy chứng bệnh đó luôn đúng không? Ừ. Rồi suy phổi rồi cũng lượt luôn hay là sao? Chị nay nhiêu tuổi à? Dạ 32 tuổi. 32 hả? Bây giờ vậy. Thì đây là cái dịp cái buổi sáng hôm nay là cái cũng một cái dịp may nên mới gặp cô Hồng. Cảm. Và nữa là bạn bè. Tôi mới bàn trở về vấn đề hoàn cảnh của cô. Dạ. Thì đây là Mạnh Thường Quân. Thì Trấn Đức Hòa cùng anh em cũng không có gì thì cũng quà để cho biết cái gia đình và nữa là gửi cho cháu. Dạ thôi giờ triệu. Con cầu sáu gửi về trong con cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân với cậu. Rồi cầm đưa lên đi. Cầm đưa lên. Cho tao thấy. Rồi cái này là của ai gửi nè? Mạnh này Mạnh là gửi Đức Hòa bạn của chú sáu đây. Quay ngay chú sáu. Vậy thôi giờ em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân của bạn của anh sáu. Em thay mặt em cảm ơn. Vì giờ con em cũng hoàn cảnh khó khăn cũng nhờ anh sáu giúp đỡ. Cũng nhờ Mạnh Thường Quân thì giúp đỡ hỗ trợ cho em được phần nào em cũng cảm ơn. Còn đây là mình của Mạnh Thường Quân là trong đồng hành cái thiện nguyện của em Quý ở Tân Mỹ là gạo, mì và nước mắm với đường bột ngọt. Vậy thôi giờ chị em cảm ơn Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân em Quý. Thì bây giờ mình nói chung hết đi, mình nói chung hết rồi tất cả là anh em Mạnh Thường Quân. Thì giữa là thị trấn Đức Hòa với Đức Lập Tân Mỹ nó cùng nhau để mà giúp đỡ gia đình. Đó vậy đi. Đó cho nên là mình bây giờ mình cũng không có nói cái gì mà phân chia và đó là mong cái gia đình cố gắng để mà cố gắng phấn đấu lên để mà vượt qua. Thứ nhất là lo cho cháu, thứ hai nữa là thì như thế nào thì trong lương tâm thì cũng chúc hết ngày hôm nay cho anh em cộng đồng mạng người ta biết để mà hỗ trợ. Chứ còn cái trong cái gia đình thì tôi đã hiểu hết rồi, tôi biết hết rồi. Tôi nắm hết cho nên là bữa nay là quyết tâm. Con cũng có gì con cũng vậy. Cố gắng. Dầm lên đây, dầm lên, dầm lên, đừng gì khóc, đừng khóc. Đến vậy đó là quý lắm rồi, đừng khóc gì hết. Lấy này. Bây giờ nè. Này này, để con nói rõ đi. Con mong có tiền rồi đi cho thần. Giờ nhà con hoàn cảnh khó khăn quá. Con còn con nhỏ nữa. Ba mẹ con làm gì, có mình ba con làm, mẹ con lo lớn cho con. Mình ba con làm đủ đó hết. Nhờ con mong cô bác giúp đỡ con, kiểu mong có tiền tháng mới trả tặng. Còn con xin có nhiêu đó thôi. Nhờ con mù đôi mù, con bỏ đi biết con làm rồi. Dạ, từ hồi con mới 13 tháng. 13 tháng hả? Dạ. Ơi. Mà ba mẹ con đồng bào nuôi tới giờ được 8 tuổi rồi. Rồi đứa con lớn mình... chị nay nhiêu tuổi rồi? Dạ mới 8 tuổi rồi. Chị mấy đứa con? Có đứa thôi dạ, hả? Con một đứa rồi dạ. Bây giờ hai mẹ con ở đây hả? Dạ. Bây giờ chị mù là mọi thứ là bé đi dẫn dắt hết hả? Nấu dạ với hết mẹ hả? Con. Dạ với mẹ con. Vì cũng ở đây chung luôn hả? Dạ. Thôi giờ chị ráng cố gắng ha. Mình sống lạc quan lên thì cuộc sống mình nó dài ra chút, đừng có suy nghĩ nhiều quá nha. Thì tụi em ở đây cố gắng ha, nếu mà giúp chị được gì thì giúp ha. Dạ cảm ơn.